dừng à. Nó hôm qua tại không có lạc mà nó bị tắc ngay. Có lạc nó cứ có độ trơn rồi, nó trong rồi thế là. Nó lạc thì trộn rồi bỏ vào, không thôi. Cái đây lấy ra bỏ lại lần nữa là được, cái đây cái mới này. Cái nhỏ là được. Ừ. Cái này là có 2-3 lần rồi, có một số cái 2-3 lần rồi, anh hiểu không? Đảng là 5 lần một lần. Có ít thôi, bây giờ tại vì mình không hết lạc rồi, mình không nên trộn thêm, anh hiểu không? Mình cứ từ từ thôi. Mình cứ từ từ thôi, mình đừng cái nào mới thì anh là cái nào mới thì mình bỏ vào. Còn cái nào anh làm có lạc thì mình vào. Còn sợ mà khô quá thì nó lại mất công mình ra. Không lạc nó không nó ra cũng không đều. Không còn lạc nữa là nó khô đây là nó tắc bó luôn rồi. Chúng ta phải chọn nếu có là cái nước lạc được, cứ bỏ vô không chi đâu, bỏ nước cái mẻ đi, bỏ vào thoải mái, anh cứ đổ cả không. Còn nếu mà sau nếu mà ấy thì mình bỏ thêm lạc thôi, còn mình chạy bỏ thêm cái lạc lạc đấy, như người ta là người coi là mình chạy ra là mình cùng lại cho người ta một đoạn nó đi hết rồi này, không phải chuột lạc nữa anh, hiểu chưa? Không ra nước nữa, không ra nước nữa, chọn cái là bó này, bó không qua, đúng không? Ra nước mấy đâu, cái lạc tươi nó mới ra được. Là đó. Cạn khô cái không có dầu cái là nó ra cái này luôn, bây giờ đâu có còn dầu đâu, nó nên nó sẽ ra cái này nè đấy, không còn dầu nó sẽ phải trộn nữa, trộn cái lạc nữa cũng ra được đều được, đúng không? Này mà không được thì ra được, anh phải trộn rồi anh mang lạc tiếp vào đây, không ra đó luôn. Hết lạc hôm qua năng không, hết lạc không nữa. Chưa, còn chưa, không phải hôm qua đâu. Không phải sáng nay ra đâu. Rồi, nó rồi. 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 Rồ